năm hoa lá xôn xao nở như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay sẽ nợ thế nào. Vẫn nghèo trắng giá mưa cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đồng ngỏ lời nằm nên dài lâu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay sẽ lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số năm con, muốn cho vương tròn thì anh mai mối mối mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang em thế nào. Anh ta khoảng chừng 20 mấy, quên lắm nhìn giờ em biết ngay, chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật không quá trời, tình duyên đưa tới em ơi duyên định sẵn rồi. Giàu tiền lấy cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi, thế gian ai cười đâu lắm lo cưới cuối năm thêm người. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Vẫn nghèo trắng giá mưa cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau, nếu ai tâm đồng ngỏ lời nằm nên dài lâu. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi, cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số năm con, muốn cho vương tròn thì anh mai mối mối mai đưa đường. Người ấy quê sẵn rồi. Dạ, 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 dạ. Cái trong cái hoạt đó thì mọi nhà cái cũng được chấp thuận cho mọi nhà trai chúng tôi tham gia. Thì tiếp theo thì cũng chương trình cái phần giám định thì cũng họ nhà cái cũng chấp thuận rồi. Thì tới bây giờ thì họ nhà trai chúng tôi thứ ba thì cái ngày lễ đại an ba hôm nay thì họ nhà trai chúng tôi đem có 8 mặt quà và một mâm lọc và một mâm lễ nhật. Thì trong đó tụ trà bánh trái cây trước thì cũng ông bà cha thiên, sau đó thì họ nhà gái cùng dùng lễ thảo với họ nhà trai chúng tôi trà mâm mâm lọc tức là mâm chầu. Thì cái lễ duyên của tôi luôn 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 lúc nào cũng phải có chầu và có cao. Thì cái tóm tắt nội dung qua lại là cái mâm lễ nhật. Thì lễ khai qua để mà nói chuyện thì nhờ quý cô chú bác và người ta niên cuốn cùng công cụ để chứng kiến cho tuần lễ tôi tâm hồn thành tâm tốt đẹp. Xin kính thưa các bậc cao niên, kính thưa đại diện hàng họ Tàu và quý bậc khách kính mến. Vừa qua họ nhà trai đã trình xong các phần lễ, thứ nhất là nhập gia, thứ hai là trình giám định và thứ ba là phần xính lễ mang đến nhà gái sáng hôm nay. Và được sự cho phép của họ Tàu nhà gái, Hoàng Phước xin phép được tiếp nhận toàn bộ lễ và lòng mà họ nhà trai đã mang đến từ gia họ nhà gái sáng hôm nay. Bên họ Tàu nhà gái và Phước xin phép được trân trọng kính mời chị Tuyết Mai đại diện cho họ Tàu bên nhà trai. Xin mời chị xin lại. Thì làm để
thượng hương và cái thượng trăm đảm bà bá tố, thì tôi xin nhường lời lại cho bên họ nhà gái để giới thiệu cho họ nhà trai và chủ để điều hiểu biết bên họ nhà gái, cho phép Phật Phước được đại diện cho họ tộc nhà gái. Chúng tôi xin tuyên bố buổi lễ du quy tại tư gia nhà gái. Xin phép được bắt đầu. Kính thưa các bậc cao niên, kính thưa hai họ và quý bà khách kính mến, là phần tuyên bố lý do, phần thứ hai là phần niệm hương lên đèn bàn thờ gia tiên, và phần thứ ba thì đôi tân hôn sẽ làm lễ ông bà gia tiên cũng như ông bà hiện tiền, và sau đó thì đôi nguyên hương sẽ cùng nhau dở mâm trầu cao để tấn kiếu lên bàn thờ gia tiên, và cuối cùng là lời đáp từ của họ tộc nhà gái chúng tôi đến các bậc cao niên cũng như hai họ đến tham dự buổi lễ sáng hôm nay. Chúc buổi lễ du quy mừng hạnh phúc cho con gái ái nữ Vinh Phương, và trong buổi lễ hôm nay thì gia đình cũng rất là vinh dự được sự tín nhiệm của các bậc cao niên cũng như hai họ đã dành chút thời gian đến tư gia nhà gái tham dự buổi lễ sáng hôm nay, và kính mời cậu hai của cô dâu sẽ lên niệm hương. Đầu tiên chứng kiếu sáu nén hương khói tỏ thủy triều, đôi hồng lạc sáng soi tiệc diệu, nhờ tơ hồng kết xe duyên liễu, ơn nguyệt lão kết chặt mối hồng trần, hai gia đình làm thủ tục nguyện cầu, chúc cho đôi trẻ thủy chung vạn đại. Mãi trôi theo hình dung kia, nụ cười xinh bờ môi không dáng em yêu kiều, trong bông hoa sắc này giữ mãi cho riêng mình em thôi, lời yêu thương có đơn phương với em không? Trái tim này đã lỡ yêu em từ bao lâu, người con gái dịu dàng như những cánh hoa hồng, liệu rằng anh biết tình mình muốn nói nhớ em được không em? Chờ hỏi ông dẫu bao lâu cũng không sao. Mấy anh ơi xin nghe tuyệt vời, muốn theo em đi đến chân trời, lắng nghe tim bồi hồi ngày đêm nhớ thương em, đến nơi nào anh sẽ gặp nàng. Mấy anh ơi xin nghe tuyệt vời, trái tim anh muốn nói bao lời, giấc mơ kia nồng nàn kia ai đắp mà cao, sông kia biển nọ ai đào mà sâu, vậy người ta nguồn gốc ở đâu, có tổ tiên rồi mới có mình. Được hạnh phúc như ngày hôm nay thì đôi biên hương hướng về phía bàn thờ từ đường, chúng ta có bốn lễ cúi đầu. Nhất lễ cúi đầu độ cho đôi trẻ phu thê trọn đạo, nhị lễ cúi đầu thọ bá niên giai lão trường thành, tam lễ cúi đầu độ cho loan phụng hòa minh, và tứ lễ cúi đầu độ cho đôi trẻ thấm tình tàu khang. Sau đây tham dự buổi lễ du quy sáng hôm nay, và để đáp lại tấm chân tình của toàn thể quý vị thì cho phép đôi biên hương có hai lễ cúi đầu để thay lời cảm ơn. Lễ cúi đầu thứ nhất cúi đầu, và lễ cúi đầu thứ hai cúi đầu, và lễ đã thành công tốt đẹp, tay thân đồng nhiệt liệt chúc mừng. Dạ xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ thì mời bà, còn chú rể thì mời ông. Xin mời ông bà chúng ta nâng ly để chúc phúc cho hai cháu của mình. Cô
cái mi sáng chỉnh sao đó, nó gian nó chuyện không có được. Anh Quang này anh ghi hình kỹ lắm. À xong rồi tới ông ha. Ông có phát biểu gì không? Dạ dạ dạ. Nói bà ngoại cho nữa. Bà ngoại sẽ có món quà cho cô dâu, đó là một lượng vàng 24 carat. Rồi cháu mời ông sẽ có quà cho. Dạ, vàng miếng ở chị xin. Ông cậu út cũng có một cái chỉ vàng, chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn bà ngoại, cảm ơn ông cụ rất là nhiều. Anh với chị nhận rượu một tay thôi. Rồi anh hai chị hai cùng ly uống cho nó ngọt coi. Rồi 1, 2, 3 nâng ly nha. Rồi hai cháu nhận rượu lại. Và trong ngày vui trọng đại của cháu gái Vinh Phương, cậu hai và mợ hai cũng có cái phần quà cho cháu gái của mình, đó là một lượng vàng 24 carat. Xin trân trọng kính mời cậu hai và mợ hai trao quà cho cháu của mình. Cái tóc con Phạn kìa, lượng ngay cái miếng mắt rồi. Cậu hai và mợ hai. Và tiếp theo thì xin mời cậu Năm và Dượng Tư. Xin mời cậu với Dượng. Rồi xin mời cậu Năm và Dượng Tư cùng ly chúc phúc cho hai cháu của mình. Bà cô hả gì? Bà cô với cô Hằng. Phong bì hả Dượng? Dượng là phong bì phải không? Bà cô với cô Tư chuẩn bị. Cậu Năm trước là uống rượu, sau đó thì có một chiếc lắc tặng cho cháu gái của mình. 5 chỉ vàng 24 carat. Cháu gái của mình. Cho chú rể đi ạ. Chú rể ơi, nhận cái món quà của Dượng Tư. Sao chứ? Cô, bà cô với cô Tư. Dạ. Rồi bây giờ mời bà cô với cô Tư mình nhận hai chung rượu đi ạ. Bà cô phải không? Bà cô phải không? Nâng chung rượu đi. Rồi sau đó thì xin mời chúng ta trao quà hôm nay. Cô ơi, nhìn lên luôn giùm con nha. Tí xíu ha, tại để cho cô Tư vô trong trao quà. Rồi. Rồi bà cô đứng ở ngoài. Đến phần cô Tư thì hôm nay ngày vui của Vinh con gái của mình trong ngày vui hôm nay, đó là một lượng vàng là về phần của cha. Còn cô Tư thì cũng có phần quà riêng. Cô dâu chú ghẻ đứng xích lên phía trước. Xong đây là tới chế đó. Anh đi chế đó. Cậu hai cái đi. Cậu hai. Còn cậu hai. Còn cậu hai của dâu. Dạ. Bữa nãy có cậu hai. Bây giờ chuẩn bị nó, cậu cô dâu chuẩn bị nhé. Cô thì cô dâu ở Vinh Phương cũng rất là hạnh phúc trong ngày vui của mình, được nhận rất là nhiều quà, món quà giá trị trong ngày vui hôm nay. Đó là món quà của cô Tư phải không cô Tư ha? Em được trân trọng kính mời cậu hai, cậu hai của. Rồi một cháu dâu một cái. Dạ. Xin cảm ơn bà cô và cảm ơn cô Tư rất là nhiều ạ. Cậu hai phước công bố ha. Một chỉ hả cậu hai? Hôm nay ngày vui của cháu gái thì cậu hai cũng có một chỉ vàng tặng cho cháu gái của mình. Chúc cháu được trăm năm hạnh phúc nha. Không được, em mới nói quà có ông ngoại bà ngoại. Dạ. Ông ngoại bà ngoại là như hai chỉ ha, cô có chế là một chỉ. Dạ dạ. Lo cho cái buổi lễ hôm nay, cũng xin cảm ơn dì với cầu hao rất là nhiều. Và hôm nay thì cảm ơn dì bằng một chung rượu nha. Rồi cảm ơn cậu. Cũng lên cái này. Rồi nhận hai chung rượu lại. Sau đó thì. Không có đến được thì cũng có gửi cho cầu Mao với dì Hà cái phần quà, đó là hai chỉ vàng 24 carat. Thì mời cậu Mao với dì Hà trao cho cô dâu luôn món quà của ông bà ngoại. Mẹ cô dâu cậu cả bốn mùa gió sương, dù cho hai con có xuôi ngược nẻo đường, giờ đây con mới thấy tình thương dạt dào. Và trong ngày vui trọng đại hôm nay thì chính tay con rể sẽ mời mẹ vợ chung rượu. Rồi xin mời mẹ của cô dâu uống chung rượu này để chúc phúc cho hai con của mình. Rồi. Chơi nhắm thôi, chơi nhắm thôi, chơi nhắm
Cảm ơn mẹ, mời mẹ chung rượu này. Và một lần nữa thì Đông Biên Ương Phan chết. Hướng về mẹ Hiền có một lễ cúi đầu để thay lời cảm ơn. Cúi đầu. Rồi sau đó thì trong ngày vui trọng đại của con gái ái nữ Minh Phương thì mẹ của cô dâu có cái phần quà tặng cho con gái của mình trước khi về nhà chồng, đó là một bộ nữ trang bạch kim và 10 lượng vàng 24 carat. Xin trân trọng kính mời chị Bình Nguyên trao món quà mà Hoàng Phước vừa công bố cho. Từ ngày anh gặp được em, mỹ nhân ở trên trần gian ngã ngủ, bằng lòng than khốn khổ vì giữ tình tan đặng cũ. Gặp nhau là thiên duyên, tiền đình đã làm hai ta vấn vương. Nàng thiên tàng biết ca biết làm tiếng ta chấn thương, vì chốc thương chốc nhớ nên muốn theo nàng mãi về sau. Nụ cười cả ánh mắt chúng ta lại càng muốn kề nhau. Dẫu mai sau có bóng nàng mỹ nữ sắc hoa gọi mời, thì nàng ơi ta sẽ luôn ở bên em trọn đời. Chúc cho hai họ bốn bên cô dâu chú rể nên duyên sắc cầm. Và buổi lễ du quy tại tư gia họ nhà gái đến đây xin phép được khép lại. Một lần nữa cho phép Hoàng Phước được thay lời chị Bình Nguyên xin cảm ơn họ Tộc và toàn thể quý vị khách quý đã dành chút thời gian đến tư gia họ nhà gái tham dự buổi lễ sáng hôm nay. Và một lần nữa chúc cho toàn thể quý vị được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Và chúc cho cô dâu chú rể được trăm năm hạnh phúc. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và trân trọng được kính chào quý đồng. 2 3 4 quay còn hai con lắm. Người yêu ơi, anh vẫn thầm mơ một ngày mai tay nắm tay bước trên con đường dài, sẽ mãi yêu nhau hoài và suốt kiếp sẽ mãi chẳng rời xa. Ngày hôm qua khoảng cách chúng ta vẫn còn xa, anh với em như kẻ xa lạ, rồi một giấc mơ nhầm lòng mang em đến bên đời anh. Hãy để cho anh được yêu em, yêu em mãi thôi. Hãy để cho anh được hôn lên bờ môi của em, ước muốn bên nhau chẳng xa rời với trái tim anh nguyện muôn đời. Nguyện thề yêu em yêu mãi thôi, có tôi vẫn mặc nhau vượt qua nhé em.
tận chân trời với những yêu thương dành cho người, gửi ngàn lời yêu đến em, hai ta sẽ một nhà. Ngày mai đám cưới anh đưa em về mình về miền Tây.
đang em ơi, ngày mai đám cưới anh đưa em về mình về miền Tây. Cái đó anh giữ chân em lại, thì tìm được nhau phải đâu sẽ xa. Thì trong khi đó thì tôi nhìn thấy ở đây có bà ngoại và bà dì. Mình cháu là chị Phương cũng mình bước nuôi thằng lên nuôi thì có hai thế có hai bà ngoại. Dạ tiếp theo thì tôi muốn em của nội ngoại của cháu Lượng. Mà nếu có cháu Lượng tình Lượng thì giờ nếu tôi mời đó có ai có tới cái phòng cha mẹ thì trong khi đó thì tôi cũng xin mời là hàng tặng cha mẹ tiếng của cha mẹ và miếng của cha mẹ là bạn của cha mẹ nếu có thì mình bước vô để uống một cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng mình cô dâu chung thương nhau chúc họ hạnh phúc nè ta cùng nâng ly một hai ba yo mời bạn nâng ly ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý để mừng cho ai con cái nó lộc già chúc mừng ba con thêm thơ một hai ba yo mình hôm nay có người thay đổi mình chúc ngày họ sớm có cháu để bờ người ta vui lòng mình cũng vui chúc mừng sức khỏe nhau nè chúc đời nhau mãi vui rồi vui luôn nha bà con ơi nâng ly lên nè vui cùng cô dâu chú rể mới nè ok một hai
Yo, cũng vui vẻ nha, cũng say mà không được xỉn nha. Nhớ đó nha. Ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly.